quý vị đại diện các tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể, các đảng phái chính trị, quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, quý truyền thông báo chí, các vị trưởng thượng, các anh chị em sinh viên cùng tất cả quý đồng hương. Hôm nay chúng ta quy tụ về đây không phân biệt tôn giáo, đảng phái, đoàn thể để đốt lên những ngọn nến, như những nén hương lòng hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Tam Tòa, những người đang bị bạo quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, đánh đập một cách dã man. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta thắp nến để nói lên tình hiệp thông liên đới trong tình đồng đạo, liên đới trong tình đồng hương, liên đới trong tình nghĩa đồng bào và liên đới trong tình tự dân tộc. Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau chung của cả dân tộc, một dân tộc quả cảm bất khuất nhưng bị khổ đau miên trường suốt trong chiều dài lịch sử. Bạo quyền Cộng sản đã đối xử với con dân Việt Nam một cách tàn bạo, ác độc và dã man nhất kể từ khi chủ nghĩa Cộng sản được áp đặt lên đất nước Việt Nam. Gần một thế kỷ qua, mà nạn nhân tiêu biểu đau khổ nhất, gần đây nhất, đó là anh chị em giáo xứ Tam Tòa. Giáo xứ Tam Tòa thuộc giáo phận Vinh, một giáo phận được cưu mang trong ưu sầu của 300 năm bắt đạo, một giáo phận được sinh trưởng trong loạn lạc do Cộng sản Việt Nam gây ra, một giáo phận được lớn lên trong gian truân chiến đấu với Cộng sản, một giáo phận phát triển trong thiếu thốn do Cộng sản bao vây. Kính thưa tất cả quý vị, qua ánh sáng lung linh bừng cháy của các ngọn nến đã nói lên sự quan tâm, chia sẻ và hiệp thông của con dân Việt Nam hướng tới anh chị em giáo dân Tam Tòa. Bởi vì Tam Tòa chính là ngòi nổ làm bừng cháy ngọn lửa khát khao công lý của mọi con dân Việt. Và những tâm nguyện của chúng ta hôm nay cùng cầu nguyện với Thượng Đế để ước gì Tam Tòa sẽ là ngọn cuồng phong làm tróc tận gốc, làm bật rễ chủ nghĩa Cộng sản. Xin trân trọng kính chào. Cái thủ phạm chính là cái bọn cầm quyền ở bên Việt Nam. Do đó nhà thơ Trạch Gầm đã chửi thẳng như thế này, và tôi xin hát cái bài thơ của anh Trạch Gầm mà đã chửi thẳng vào mặt của bộ chính quyền Cộng sản Việt Nam như thế này. Số bố bọn mày cho tao chửi một tiếng, đất của ông cha sao mày cắt cho tao, ngầm phải cú gì mà mày đứng miệng, đảng của mày chết mẹ đã tào lao, chế độ mày nhiều chiều tay cầm súng, cầm súng làm gì chẳng lẽ để hiếp dân, tao không tin lính lại hẹn đến thế, lại rụng rời trước tay ánh ngoài sông. Mày vô ngực anh hùng đầy trước ngõ, sao cứ luồn cứ cúi cứ gian sinh
môi liền răng à thì ra vậy đó. Nó gặp mày, mày thinh thích làm thinh. Ông cha mình 4000 năm dựng nước, năm đánh tan tác giặc Tàu. Thân phận mày cũng là Lê là Nguyên, hà cơ gì mày hẹn đến thế sao? Chuyện mày làm toàn dân đau như thiên. Mày chết rồi tao nghĩ chắc đất chôn. Hãy tin lại ôm linh hồn sông núi. Cứ đà này chết thì còn sướng hơn. Đàn gái tai trâu xem chừng vô ích. Giờ mày nghe tao chửi còn hơn không. Tiền số bố còn mày cho tao chửi một tiếng. Đất của ông cha sao mày cắt cho tao? Quân băng nước hèn hà cho tao chửi một tiếng. Đất của ông cha sao mày cắt cho tao? Mày vô ngực anh hùng đầy trước ngô, sao cứ luồn cứ cúi cứ gian sinh? Môi liền răng à thì ra vậy đó. Nó gặp mày, mày thinh thích làm thinh. Ông cha mình 4000 năm dựng nước, 1000 năm đánh tan tác giặc Tàu. Thân phận mày cũng là Lê là Nguyên, à cơ gì mày hẹn đến thế sao? Chuyện mày làm toàn dân đau như thiên. Mày chết rồi tao nghĩ chắc đất chôn. Hãy tin lại ôm linh hồn sông núi. Cứ đà này chết tiệt còn sướng hơn. Đàn gái tai trâu xem chừng vô ích. Giờ mày nghe tao chửi còn hơn không. Tiền số bố của mày cho tao chửi một tiếng. Đất của ông cha sao mày cắt cho tao? Quân băng nước hèn hà cho tao chửi một tiếng. Đất của ông cha sao mày cắt cho tao? Xin cảm ơn. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân. Và quý vị cứ theo, cộng sản xâm lược á, nó đem đất nước này 34 năm này nó dâng cho tụi Trung Quốc, nó dâng biển Hoàng Sa, Trường Sa, nó dâng đất liền cho bọn Trung Cộng. Tất cả quý vị xin cùng tôi hô to: đất đai cộng sản và nước cộng sản đàn áp tôn giáo. Đại đạo cộng sản đến lên cuộc và bắt giáo dân tâm đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị.